Chào các bạn, tôi là Duy Nguyễn. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thức tách tóc trong Photoshop với công cụ Refresh. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây mờ mờ cái biểu tượng Refresh. Thì đây là một cái công cụ khá phổ biến từ những bản CS 4, CS 5 rồi Photoshop CC. Thì đây tôi cũng đang dùng Photoshop CC 2015. Nhưng riêng đối với những cái bản Photoshop CC 2015, những cái bản cập nhật mới nhất từ tháng 10 năm 2016, thì cái giao diện của cái phần Refresh nó cũng hơi khác một chút. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bản trong cái Photoshop CC 2015, cái bản trước tháng 10. Đầu tiên thì tôi sẽ mở một cái stock menu này. Thì ở đây tôi có một cái stock về cô gái với mái tóc, với những lọn tóc đang bay bay như này. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để tách những cái sợi tóc này ra khỏi cái nền màu trắng và xám để thành một cái file PNG. Ok. Ở đây thì đầu tiên các bạn cần phải tách sơ qua cái vật thể này khỏi cái nền này trước tiên. Thì các bạn có thể dùng cái công cụ Laser Tool hoặc là Pen Tool, để tùy các bạn. Ở đây thì tôi dùng Laser Tool để tôi tách qua. Ok. Sau đó thì các bạn kích vào ở cái công cụ Laser Tool này, thì các bạn kích vào cái nút Refresh. Các bạn nhớ nhé, các bạn phải để chuột vào kích chuột vào cái Laser Tool này, sau đó là các bạn kích vào cái nút Refresh. Trong cái bảng Refresh này thì cái mục đầu tiên đây là View Mode, mục thứ hai là Edge Detection, mục thứ ba là Zoom Edge và mục thứ tư là Output. Thì trong cái mục View Mode này là cái chế độ xem, thì các bạn có thể tùy chọn cái chế độ xem mà mình mong muốn. Thì ở đây thì tôi khuyên các bạn nên để cái chế độ overlay này, thì khi mà các bạn tách tóc thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy trên một cái màu nền nhất định. Ở đây tôi chọn là chế độ overlay. Trong cái mục thứ hai là Edge Detection, thì ở đây tôi đã mặc định là tích vào cái nút Smart Radius, thì các bạn nên tích vào cái nút này. Đây là một cái nút các bạn nhìn nhé. Sau khi tôi bỏ cái nút Radius thì những cái bo viền xung quanh này của vật thể thì nó không được sắc nét và mịn. Thì khi kích vào đây thì đây là một cái công cụ của Photoshop, nó thông minh, nó sẽ cho phép chúng ta dễ dàng tách nền hơn. Và các bạn nên để thông số khoảng tầm 24. Ok. Còn riêng cái bảng Edge này thì tôi không chỉnh sửa thông số, bất kỳ thông số nào cả, bởi vì cái này nó chỉ là cái công cụ để làm cho cái cọ của chúng ta mềm hơn và cái độ chỉnh tương phản của nó cao hơn. Ở đây thì tôi trong cái phần Output này thì tôi khuyên các bạn nên chọn vào cái chế độ là New Layer with Layer Mask. Thì cái này sẽ giúp cho chúng ta sau khi tách nền xong có thể chỉnh sửa lại những cái vùng mà bị nó lẫn cái màu trắng này, và cái vùng mà bị chúng ta tẩy quá nhiều dẫn đến bị mờ cái vật thể đi. Ok, sau khi các bạn lựa chọn xong các thông số thì bạn kích vào cái nút này. Các bạn chọn với Refine Radius Tool và các bạn bắt đầu tô vào những cái điểm đường viền của vật thể. Ở đây thì thường các bạn nên để là 1/3 cái công cụ vào vật thể và 2/3 cái công cụ ra bên ngoài. Các bạn giữ chuột và các bạn tô. Đó. Thì nó giúp cho chúng ta tách nền.
những cái vệt lem nhem ở phía bên ngoài các bạn không cần phải để tâm quá, bởi vì sau đó chúng ta sẽ dùng cái công cụ, dùng cái layer mask để chúng ta xử lý sau. Ok, tôi thấy cơ bản như thế này đã ổn rồi, tôi ấn vào nút OK. Đó, thì nó sẽ tạo ra một cái layer mới và một cái lớp layer mask cho chúng ta. Thì tại sao các bạn lại cần phải dùng cái layer mask này? Thì để chúng ta sẽ xử lý những cái vệt, như các bạn để ý nhìn thấy ở đây thì là cái phần tóc này, do tôi tô quá đà nên nó sẽ bị mờ mất cái phần tóc này. Đây, mờ mất một số cái phần tóc. Và ngoài ra thì những cái đường viền của tóc này nó không được sắc nét lắm. Thì tôi sẽ sử dụng cái công cụ này. Các bạn sẽ tiến hành nhấn vào nút phím D để cho về cái bảng màu này, về cái bảng màu mặc định. Và bên cạnh đó thì các bạn sẽ dùng với công cụ là brush. Và các bạn kích vào cái lớp layer mask này, giữ phím an, kích vào nút layer mask thì nó sẽ cho chúng ta một cái hình âm bản như này. Thì đây là những cái chỗ mà tôi đã tô quá đà và nó bị mất cái phần tóc thực của nó. Thì các bạn kích vào đảo cái ngược cái vùng chọn màu này, màu trắng, và chọn với chế độ là Color Dock. Các bạn tiến hành tô vào đây thì nó sẽ giúp lấy lại cái phần tóc đã bị mất. Các bạn nên để opacity khoảng tầm 15% thôi thì nó sẽ không bị lấy lại cái phần tóc quá đà. Ok, tương tự như thế thì các bạn thấy ở cái phần này cái màu nó vẫn còn đổ cái phần màu trắng, cái lớp mờ mờ như này là do chúng ta tách nền nó bằng refresh nó chưa được kỹ. Thì các bạn lại đảo lộn cái vùng chọn, chuyển sang màu đen, và cái chế độ thì các bạn chuyển sang color bool để các bạn xóa đi cái những cái vùng mờ như này. Đó, thì giúp cho cái nét tóc của các bạn nó sẽ được nét hơn. Tôi giảm opacity xuống một chút nữa. Đó, ok. Sau đó các bạn kích giữ phím an và kích lại vào cái lớp layer mask này để các bạn nhìn xem cái phần tách tóc của chúng ta đã ổn chưa. Tương tự như thế thì tôi thấy ở đây cái lát tóc của cô gái này ở phần này nó đang bị đứt đoạn. Thì các bạn lại tiến hành kích giữ phím an và kích vào cái lớp layer mask này. Các bạn chọn với ngược cái vùng chọn và chọn với công cụ chọn với chế độ là color dock. Các bạn tô lại vào cái vùng tóc này bị mất này thì giúp sẽ lấy lại cái phần tóc nó sẽ sắc nét hơn. Ok, hiện tại tôi đang để opacity là 7% nên là các bạn nhìn trên màn hình cũng hơi nhận thấy sự thay đổi. Ok, và các bạn giữ phím an và kích lại cái vùng lớp này mask này thì những cái lọn tóc của cô gái đã được lấy lại khá là chi tiết. Chỗ phần này tôi thấy vẫn hơi bị mờ hơn một chút. Đây, bạn tô lại vào phần này để lấy lại những cái lọn tóc đã bị mất. Ok, đó. Như vậy là cái hình ảnh này của cô gái với một cái mái tóc đã được tách khá là hoàn hảo. Bây giờ tôi có thể thay một cái phông nền khác để cho các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đó, ở đây các bạn có thể nhìn thấy là cái phần trên này vẫn còn nhiều những cái điểm màu trắng như này,
tôi lại tiến hành kích vào nút ANT, giữ phím ANT kích vào cái lớp layer mask này. Tôi sẽ đảo ngược cái vùng chọn màu, chọn với color bool để bạn xóa cái vùng này đi. Đó. Ok, như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn về cách thức tách tóc với cái công cụ Refresh trong Photoshop CC 2015. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.